Xuất phát từ cuộc chiến đại gia phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo thế nhưng lùm xùm này nay đã trở thành đại hội khẩu chiến giữa vợ ông Dũng Lò Vôi và dàn sao Vbix, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh được gọi tên nhiều nhất. Đáng chú ý, hôm 19 tháng 5, Hà Mi, người tự xưng là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh gây tranh cãi khi nhấn mạnh giữa lúc sự việc đang gây cấn như thế mà các anh, chị nghệ sĩ lên tiếng là không thương anh Hoài Linh. Mọi người cứ muốn mọi thứ xáo trộn lên để tình hình căng thẳng và họ muốn nhấn chìm anh Hoài Linh thì đúng hơn. Mặc dù Hà Mi đã gây gắt, phản pháo, chuyện dàn nghệ sĩ có chia sẻ liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh trên mạng xã hội nhưng sáng ngày 20 tháng 5, Hứa Minh Đạt tiếp tục đăng đàn thể hiện thái độ quyết bảo vệ đàn anh giữa biến căng. Không cần viết status dài suốt mướt, Hứa Minh Đạt đăng khoảnh khắc thân thiết bên nghệ sĩ Hoài Linh kèm chia sẻ, giờ người ta nói cứ đăng hình chung với anh Hoài Linh là nổi tiếng thế là mình đu trên thôi mặc dù hứa minh đạt không nói rõ thời điểm chụp bức ảnh này nhưng dễ dàng nhận ra nghệ sĩ hoài linh mỉm cười dạng dở thần sắc vô cùng tươi tắn khiến khán giả phần nào an lòng và câu nói đu trên của hứa minh đạt được Netizen cho rằng mang đầy tính cà khịa ai đó tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán của công chúng hứa minh đạt tiếp tục có động thái đặc biệt giữa lúc nghệ sĩ hoài linh gặp liên hoàn biến đáng nói thành vinh con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh đang làm việc và sinh sống ở Mỹ cũng để lại bình luận tỏ vẻ tán thành với chia sẻ của Hứa Minh Đạt. Con cũng muốn chú ơi. Có thể thấy, dù đang ở nước ngoài, nhưng con trai nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chấm hóng những diễn biến mới trong vụ drama chấn động Vbiz. Đồng thời, anh thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng hết mực dành cho bố. Lần này, con trai nghệ sĩ Hoài Linh cũng vào hưởng ứng với Hứa Minh Đạt dù đang ở Mỹ, nhưng con trai nghệ sĩ Hoài Linh vẫn luôn dõi theo những tin tức liên quan đến bố ruột ở Việt Nam. Cách đây ít hôm, con trai nghệ sĩ Hoài Linh cũng có động thái bên vực nam nghệ sĩ giữa lùng sùng với đại gia Phương Hằng. Từ lúc bùng nổ drama đến hiện tại, Hứa Minh Đạt luôn thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng dành cho nghệ sĩ Hoài Linh. Theo lời người tự xưng là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh thì nam danh hài sẽ gặp và đối chất trực tiếp với đại gia Phương Hằng trong thời gian tới ảnh facebook nhân vật